Station, tàu ga. Ok, rồi sao nữa? Ok, xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game có tên là Eki The Station. Eki cái chạm tàu hỏa, tàu lửa hả? Thế hả? Bạn đã kêu mình chơi thử game này. Có vẻ như bạn là... Được rồi, mình nên nhanh lên, mình chuẩn bị chuyến tàu về nhà rồi. Và có vẻ như mình là một thanh niên nào đó, mình trên đường về nhà, mình phải đi qua cái tàu, có vẻ như là thế. Thế okay, sao không có ai thế này? Phải mua vé ở đâu? Chị ơi, chị bán vé ơi. À đây. Ô mày đùa bố à, chuyện này không thể được xảy ra với tôi được. No, no, chuyến tàu cuối cùng, no. Mình phải kiếm đường khác để về nhà vậy. Ok, có vẻ như mình trễ chuyến tàu cuối cùng rồi, cho nên là mình phải kiếm đường khác thôi. Có gì lạ không? Đây là một con game kinh dị nhé các bạn. Kinh dị như thế nào thì mình chưa biết. Được phát số kẹt rồi. Lại cái đá. Đây, quay lại thôi. Bé nữ xinh kìa các bạn ơi. Hiện tại là school girl bé nữ xinh. Hello bé. Nhìn mặt bé có vẻ hơi già á nha. Tôi sẽ xem mặt bé trước khi nói chuyện nào. Bé bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dừng lại. What? Tôi dừng nè. Sao? Đi đi. What? Đi đâu? Có mỗi cô ở đây, tôi muốn nói chuyện với cô không được ạ? Tôi không muốn nói chuyện. Ok. Tại sao? Station, train, station, tàu ga. Ok. Rồi sao nữa? Đôi khi mọi người hay con ma, linh hồn, yokai gì đó không thích nói chuyện và không thích bị làm phiền. Hồi nãy mình dở tay. Ok, nên 3/5. Vậy là cái này có game này có nhiều ending hả? 3/5, giờ mình nghĩ là còn một ending nữa là mình chạy đường này hả? Đi ngược lại hay sao hả? Kẹt rồi. Mấy cái nhà vệ sinh này. Không biết mình vô đây được không? Căng vãi cái đấy. Sờ sờ có một tí nó nhào vô mặt, nó gào. Nó gào vô mặt luôn. Này này, bà sẽ đạp nè. Có gì đây không? Đây có bốn điện thoại nè. Giờ mình thử đến chỗ cái tàu ga tiếp ngầm đó. Con bé nó xuất hiện luôn kìa. Đợi mày. Nhảy lên được không? Có cách nào cho mình nhảy lên không? Không, chẳng có cách nào cho mình nhảy lên cả. Không biết mình đi đường này được không ta? Nãy mình chưa đi đường này. Đây đường cuối rồi. Mình xuống đường ray nè. Hay là mình nằm đây, mình nằm chờ ở đây. Hay sao đó? Mình có thể nằm chờ ở đây không? Mà ví dụ như mình ngủ lại. Bị lỡ tàu rồi ngủ lại luôn. Ấy, gọi điện thoại được nè. Mình có một tiền, mình có thể gọi taxi, ok. Có tiền xu lẻ rồi gọi lại taxi thôi. Nếu như mình có, vậy mình phải đi kiếm hả? Hỏi bé này, bé coi bé có tiền không? Bé ơi, bé có tiền không? Anh xin một cắt thôi. Ê, khoan, mình thấy cái gì? Đầy rồi. May mắn quá, mình có một số tiền. Mình đã kiếm được tiền. Việc lụm ở trên ghế. Rồi, phải dùng tiền hay cái gì hả? Đâu? À, tôi dùng tiền. Mình vừa lụm tiền mà. Hay vậy lụm thêm. Bé con đồng nào không? Sao bé không nói gì hết vậy? Nói gì đi chớ. Đây rồi. Cuối cùng mình cũng thể gọi điện. Má ơi, nó nằm ngay bên cạnh của con nhỏ đó, mình không biết luôn. Vậy là mình không đủ tiền. Ok, giờ gọi rồi đúng không? Gọi thôi. Cảm ơn chúa. Cái taxi sẽ đến trong vòng 2 phút nữa. Trong vài phút đến 2 phút. Ok. Giờ mình làm gì?
ngồi vô đây ngồi đợi hay sao mà. Có vẻ như bạn không thích về nhà chút nào cả. Không sao đâu, bạn có thể ở lại cái trạm cái tàu hỏa này. Vai cái đấy, tự nhiên hù mình. Mình có làm gì bả đâu. Giờ coi em đi nào không ta. Tự nhiên bị hù à, nè, tự nhiên bé xuất hiện này. Ồ à. Giờ nãy đó ở đây đâu có tiền nữa ha. À, giờ mình thử đi thẳng thôi. Đi thẳng cái đường này là như thế nào, chuyện gì xảy ra nếu mình đi thẳng cái đường này đi luôn này. Lại bị hù. Bỏ đi khi đang đi bộ thì không phải là một ý kiến tốt. Cậu không thấy là bây giờ trễ đến. Ok, thêm một cái ending nữa. À, cái con nhóc này hù mình nó tận 2 lần nè. À, giờ nó nằm ở đây, what the fuck man. Ảo thịt đấy. Ok, trong một vài phút nữa taxi sẽ đến nên mình sẽ đợi đây và mình sẽ giả vờ như mình không quan sát bé ấy đâu. Oh, taxi đến kìa, taxi đến kìa. Đến sát đây. Sao lại ra tận đó vậy anh? Em bên này mà. Ơ kìa. Ok. Nó quay một vòng. I am such. What the fuck? Về lên xe thôi. Yeah, về nhà. Taxi về nhà. Chắc là ổn hề. Không biết có bị hù nữa không ta? Chắc không bị hù nữa hề. Ok, bạn về nhà à, và bạn nghe radio nói chuyện tầm phào trên ấy. Mình nghĩ là mình có 4 cái ending rồi. Không biết còn một cái ending nữa là kích hoạt sao đây ta. Bị taxi tông chết nhờ. Mình đoán là vậy. Không rõ nữa. Ơ à, có cái gì đó ở đây à? Oh, the bathroom, không, cái này là toilet room, như vậy bathroom này là toilet room mà toàn là nhà vệ sinh mà. Nếu như bạn muốn về nhà nhưng mà bạn đã no clip đến the bathroom đến lúc phải tìm kiếm rồi. Ok, đã là hết game rồi đó. Hết rồi, đủ 5 ending rồi. Rồi, mời các bạn xin được bước bếp. Đây là Eki, the stay room. Và gặp các bạn ở trường sau. Béo áo, anh lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Bye bye. Chào chào.